Chào các bạn trở lại. Khải Toàn xin phép chia sẻ phong thủy nhà hướng đông trong vận chính theo huyền không phi tinh. Hướng đông trong vận chính có 4 quẻ. Trước tiên xin chư vị lưu ý vài đề mục sau. 1. Phong thủy là từ trường. Từ trường là năng lượng. 2. Nên xem bài hướng dẫn đo tọa độ để biết phương pháp lấy tọa độ của ngôi nhà. 3. Thuật số và cách ứng dụng không như nhau. 4. Ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. 5. Từ trường có người là mạnh nhất trong mỗi mảnh đất. Điều 1. Phong thủy là từ trường. Con người cũng là từ trường. Nơi có từ trường tốt, trẻ em thích đến chơi đùa. Người trong nhà tâm trạng phấn khởi. Người có từ trường lành, dễ được mọi người yêu mến. Phong thủy là phương tiện. Bài trí phong thủy hợp mảnh đất và sinh thần bát tự gia chủ, gia tăng đáng kể cơ hội, tài lộc, cuộc sống an ổn. Điều 2. Mời các bạn xem lại bài hướng dẫn đo tọa độ để biết phương pháp lập quẻ cho ngôi nhà sau khi xem bài này. Điều 3. Thuật số và ứng dụng mỗi người khác nhau, tùy vào người dụng. Điều 4. Ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. Loan đầu là hình thể, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi quan sát được. Dù lý khí có tốt ra sao, nhưng không hợp mắt, không thuận lòng người trong nhà sẽ ngược tác dụng. Điều 5. Từ trường con người là mạnh nhất. Mỗi người chúng ta có từ trường năng lượng khác nhau. Vì vậy có câu người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Phước phần này do mỗi người tạo thành. Người phước là người sống thiện lành, giúp đỡ mọi người, biết cảm thông chia sẻ, tạo từ trường tốt lành giúp cho ngôi nhà vượng khí. Người mà biết giữ giới, biết ứng dụng giáo pháp lành vào đời sống, không chỉ tạo từ trường năng lượng lành, còn được gia hộ tránh khỏi tà khí, vượt mọi nguy nan. Tà khí hay linh khí là khí âm. Người vượng khí là khí dương, không thể dễ bị quấy phá. Chính vì thế, nhà ở quá gần nghĩa trang thường thiếu sinh khí. Có người bảo, tôi sống đúng, không hại ai, không cần tu tập. Nghĩ như thế thật thiếu sự thông đạt. Thế nào là lành, thế nào là ác? Có đọc kinh, nghe giảng kinh chúng ta mới rõ lý. Rõ lý và không mơ hồ. Khải Toàn luôn khuyến nghị tất cả những vị gia chủ tìm nghe giảng kinh thập thiện nghiệp đạo. Phong thủy là phương tiện. Dù chư vị hiểu cơ bản hay tìm hiểu chuyên sâu về phong thủy, nhất định phải dành thời gian tu dưỡng tâm tánh, qua nghe giảng kinh, hành thiền và làm thiện. Vì vậy, không tu thập thiện dễ phạm thập ác. Xin mời các bạn tham khảo phong thủy nhà hướng đông trong vận chính theo huyền không phi tinh. Bài có gì sơ sót xin mở lòng thông cảm. Quẻ số 1 hướng đông trong vận chính, ta có 68 đến 70 độ, 79 đến 82 độ. Ngày 68 đến 70 có thể phạm xuất quái. Tại hướng đông và hướng nam, ta có tứ lục và thất xích. Tại đây kỵ kim cần ít hỏa. Tại Đông Nam và Đông Bắc, ta có Bát Bạch và Tam Bích. Nơi có Tam Bích không nên có mộc. Tam Bích là sao thị phi, Bát Bạch là sao thoái khí, cũng không nên có thổ. Tại đây có thể dùng kim. Tại Tây Nam
và hướng Bắc. Ta có ngũ hoàng, kỵ hỏa và thổ, nên có kim. Tất cả những nơi có ngũ hoàng và dị hắc không nên có bếp. Nơi có ngũ hoàng nhị hắc, tam bích và thất xích không nên động, nên tĩnh. Động tức là để quạt, để loa. Tại tọa, hướng Tây, ta có cửu tử ở tọa, cần tranh núi và tủ cao, có thể đặt bếp. Cửu tử là sao đương lệnh. Tại Tây Bắc, ta có nhất bạch, phù hợp phòng đọc sách, phòng ngủ, cửa khí, bếp và cả tài vị. Tại nơi này nên có núi non sông nước, tức hòn Đông Bộ và nước chảy, nên có thủy tỉnh. Tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Trung cung, ta có nhị hắc và cửu tử. Tại trung cung nên có mộc, không nên có thổ. Hướng đông, sông 8 đến 70, 79 đến 82 độ, khiêm hướng. Hướng tốt ta có hướng Tây, Tây Bắc. Hướng không tốt ta có Tây Nam và hướng Bắc. Quẻ nhà, hướng Đông, tọa Tây phù hợp với mệnh khuyết kim. Mệnh khuyết kim đa phần sinh vào mùa xuân. Hướng đông quẻ 2, 71 đến 78 độ, chính và khiêm hướng. Tại hướng đông và tây nam, ta có tứ lục và ngũ hoàng, kỵ hỏa thổ, nên có kim. Tất cả những nơi có ngũ hoàng không nên có bếp. Tại đông nam và hướng bắc, ta có tam bích, không nên có mộc, nên có hỏa. Nơi có ngũ hoàng, thất xích và tam bích, nên tĩnh, không nên động. Tại hướng Tây, ta có cửu tử hồi tọa. Đây là phương vị tốt nhất trong vận chính. Nên có bếp, cửa khí, giường ngủ, phòng đọc sách và cả tài vị. Nên có núi non sông nước, hòn Đông Bộ và nước chảy. Tại Tây Bắc, ta có nhất bạch ở tọa, kỵ thủy, nên có tủ cao tranh núi, phù hợp đặt bếp. Bếp là hỏa, nhất bạch là thủy, thủy hỏa tương kế. Tại Đông Bắc, ta có nhất bạch ở hướng, cần thủy kích tài, cần thủy động, nước sạch, hồ cá, thác nước chảy, phù hợp để cửa, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng tài vị. Trung cung, ta có nhị hắc và thất xích, kỵ thổ, nên có ít kim. Tại hướng đông 71 đến 78 độ, hướng tốt ta có đông bắc, tây bắc và hướng tây. Hướng không tốt ta có hướng đông và hướng tây nam. Nhà cửa đông, tọa tây phù hợp với mệnh khuyết kim. Mệnh khuyết kim đa phần sinh vào mùa xuân. Quẻ số 3 nhà hướng đông trong vận chính, 83 đến 97 độ, 101 cho đến 108 độ, chính và khiêm hướng. Hướng đông là phương vị tốt nhất trong vận chính.
ta có cửu tử hồi hướng, thiên về tài lộc hơn là nhân đinh. Tại hướng tốt ta có nên có cửa khí phòng ngủ đọc sách, tài vị phòng khách. Nên có núi non sông nước. Hòn đông bộ nước chảy. Tại đông nam, nhất bạch ở tọa, kỵ thủy. Nên có chân núi, tủ cao, phù hợp cửa khí phòng ngủ đọc sách tài vị. Tại nam và tây bắc, tam bích, kỵ mộc, cần hỏa. Nên tĩnh không nên động, không nên có nhiều mộc xấu xí, giày dép quần áo túi sách cũ. Tại tây nam, cần thủy, ta có nhất bạch ở hướng. Thủy động là nước sạch, hồ cá, thác nước, thủy tĩnh là tranh cá, tranh sông nước. Tại tây nam phù hợp để bếp. Tại tây và đông bắc, ta có tứ lục và ngũ hoàng, kỵ hỏa. Cần kim. Tại nơi có ngũ hoàng không nên có bếp. Hướng bắc và trung cung ta có thất xích và nhị hắc, không nên có hỏa thổ. Nên có ít kim. Tại hướng đông 83 đến 97 độ, 101 đến 108 độ, hướng tốt ta có hướng đông. Hướng đông nam và hướng tây nam. Hướng không tốt ta có hướng tây và hướng đông bắc. Nhà hướng đông tọa tây phù hợp với mệnh khuyết kim, đa phần sinh vào mùa xuân. Quẻ số 4, nhà hướng đông trong vận chính, 98 đến 100 độ và 109 đến 112 độ. 112, 113 có thể phạm xuất quái. Tại hướng cửa, ta có bát bạch và cửu tử. Cửu tử ở hướng nên có thủy để kích tài. Phù hợp cửa khí, phòng ngủ, đọc sách, phòng khách, tài vị. Tại đông nam có cửu tử ở tọa, kỵ thủy. Đây cũng là cung tốt. Nên có cửa khí, phòng ngủ, đọc sách. Tại nam và hướng tây, ta có ngũ hoàng và tam bích. Kỵ mộc và hỏa, nên có kim. Tại nơi có ngũ hoàng, không nên có bếp. Tại nơi có tam bích, không nên có nhiều mộc. Mộc xấu xí là giày dép, túi sách, quần áo cũ. Tại tây nam, ta có nhất bạch ở hướng, nên có thủy, phù hợp đặt bếp. Tại tây bắc và bắc, ta có nhị hắc và lục bạch, kỵ hỏa. Tại hai nơi này nên có ít kim. Nơi có ngũ hoàng và nhị hắc không nên có bếp. Trung cung ta có nhất bạch và thất xích, không nên có kim thủy. Quẻ nhà hướng đông 98 đến 100 độ, 109 đến 112 độ, cung tốt ta có hướng đông. Hướng đông nam và hướng tây nam. Cung không tốt ta có hướng nam và hướng tây. Nhà hướng đông tọa tây phù hợp với mệnh khuyết kim.
đa phần sinh mùa xuân. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.